Trương Đình Hoàng không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ boxing nói riêng, cũng như võ thuật Việt Nam nói chung. Trong từng ấy năm lăn lộn với nghề, bản thân tay đấm 12 lần vô địch quốc gia đã trải qua rất nhiều thăng trầm và tận mắt chứng kiến nền võ thuật của Việt Nam phát triển ra sao. Với Hoàng, sự quan tâm và đầu tư của nhiều chủ doanh nghiệp có đam mê với võ thuật chính là tín hiệu tốt lành cho sự phát triển của phong trào võ thuật trong thời đại mới. Theo quan sát đó, thì hiện tại phong trào tập luyện boxing và võ thuật ở nước nhà khá là phát triển. Đây là một cái dấu hiệu rất là vui và vì mọi người quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn và tập luyện nhiều hơn. Thì hy vọng trong một thời gian sắp tới, khi mà võ thuật được MMA được mở rộng thì sẽ có nhiều giải đấu quốc tế kéo về Việt Nam để mọi người có thể thưởng thức được giải đấu mang tầm quốc tế và giúp cho cái nền võ thuật Việt Nam phát triển hơn. Hiện tại thì có khá là nhiều doanh nghiệp tư nhân thì đang vào để phát triển cái nền võ thuật và nền thể thao nước nhà. Đấy là một cái niềm đáng mừng khi mà các doanh nghiệp chịu bỏ tiền ra để giúp cái nền thể thao Việt Nam phát triển hơn. Thì đấy là một cái em thấy là khá là vui. Hầu như là những cái người bỏ tiền đầu tư thì không mang lợi nhuận nhiều, nhưng mà vì cái niềm đam mê, vì cái sự phát triển của thể thao nước nhà nên là họ vẫn làm để giúp cho thể thao phát triển hơn. Hiệu ứng từ việc phát triển đúng đắn của võ thuật đã mang lại lợi ích tức thời cho chính bản thân các võ sĩ, mà cụ thể là quy trình tuyển tranh, đào tạo và thi đấu được tiêu chuẩn hóa bởi các công ty quản lý. Khi mà các võ sĩ được hỗ trợ từ công ty quản lý thì sẽ được định hướng cho võ sĩ phải làm gì, giúp cho bản thân phải tập luyện và con đường đã được vạch sẵn rồi. Thì để mà một võ sĩ mà được có đủ điều kiện thì họ nghĩ thì cái tố chất là một chuyện, và võ sĩ đó phải thể hiện được cho cái người mà cái giới chuyên môn á, người ta nhìn thấy được cái sự nỗ lực của họ, cái sự quyết tâm của họ. Đấy là cái điều mà em nghĩ là các võ sĩ cần phải cố gắng. Bản thân Trương Đình Hoàng cũng cảm nhận rõ rệt nhất những lợi ích mà công ty quản lý đã mang lại cho mình. Đáng kể chính là các kèo đấu tranh đài quốc tế ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Có cơ hội để va chạm với các võ sĩ quốc tế thì đấy là một điều kiện rất là tốt. Nên là cho dù là thi đấu trong nước hay cho thi đấu quốc tế thì bất kể đối thủ nào á, thì Hoàng luôn tôn trọng và luôn thi đấu hết mình và luôn cố gắng để hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy. Nếu mà để một cái lời khuyên á, thì Hoàng chỉ có một cái lời khuyên là nếu mà các bạn muốn đi một con đường nào đấy thì hãy vạch ra mục tiêu cho mình đi. Vạch sẵn mục tiêu thì là rõ ràng và nhắm tới cái mục tiêu đấy, bất kể là những cái gì tác động bên ngoài thì mình cũng nhắm vào một mục tiêu đấy thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu mà các bạn đề ra.